Hello, chào mọi người. Chúng ta tiếp tục cập nhật thị trường nha. Thì ngay trong cái đoạn sóng này chúng ta gặp rất là nhiều thuận lợi ha. Mình sẽ review PR một chút xíu, là bắt đầu từ cái giai đoạn này ha, chúng ta có hai cái setup. Một cái setup là mua ở đây, và nếu như mà nó rớt xuống tiếp tục thì chúng ta mua ở đây. Và trong video rất là nhiều ha, thì lên trên đây mình sẽ có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta sẽ chốt ra, và ai mà advance á, mình thì riêng mình thì mình sẽ không short nha, bởi vì nó không có phù hợp với chiến lược của mình. Còn ai muốn short thì chúng ta có thể là chịu rủi ro và short xuống đi như thế này. Sau đó là tới cái vùng này thì chúng ta sẽ setup cái lệnh long lên ngay cái nhỏ này. Chúng ta long một cái nè, và ngay cái này chúng ta sẽ long một cái nữa. Thì sau đó là nó sẽ tăng lên, nên chúng ta quản lý vốn, quản lý lệnh lên như thế này. Rồi sau khi mà lên trên đây thì nó break cái đáy này, chúng ta lại có một cái lệnh short xuống. Lệnh short xuống dưới đây thì sau khi mà dưới đây thì chúng ta sẽ long lên nha. Nói chung là chúng ta đi hơi đúng nhịp của thị trường. Thì bây giờ tới ngay tại cái vùng này thì chúng ta long lên ở trên đây. Hôm qua chúng ta ở đây nếu như mà ai mà không dời stop loss dương mà thoát ra chốt một phần á, bởi vì trước khi cái tin Fed họp á thì khả năng nó sẽ như vàng thôi, nó sẽ giết hai đầu, sau đó là nó mới đi theo cái xu hướng của nó. Nhưng mà con BTC này hôm qua nó rất là hiền, nó không có giết hai đầu mà nó đi thẳng một đường luôn. Thì chúng ta vào lại ngay chỗ cái vùng 21.100, ngay tại cái chỗ này, và mình sẽ chốt lãi ở trên ngay cái mức kháng cự tốt ở trên đây. Sáng nay thì nó pump rất là mạnh lên trên đây, nó pump lên trên đây thì cái phần spot thì mình vẫn giữ, còn future mình đánh day trade thì mình đạt cái target của mình. Nó một ngày chỉ cần 1.3 như vậy là ok cho mình, không cần gì hết, mình tuân thủ kỷ luật của mình. Đó là như vậy. Ok, như vậy thì mình sẽ phân tích thêm cái view, mình review lại cái view, các kịch bản lớn của mình như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ có một con sóng là A, B và C ngay tại chỗ này. Trước đây chúng ta có một cái kịch bản bullish là con sóng impulse. Nếu như mà nó đâu đây ngay cái vùng này thì chúng ta hoàn toàn có một con sóng impulse rất là đẹp lên trên đây. Mình sẽ có một hai, đây là cái con sóng nhỏ của sóng 3 nè, 3 4 5. Hoặc là nếu như cái chiều dài của sóng 1 của sóng 3 này á, mình nghĩ là nó sẽ lên 2.618, và thằng này sẽ lên 3.618. Nó hoàn toàn là nó có thể đi mạnh như thế này. Bởi vì cái chiều dài, mình nhìn thấy cái chiều dài của thằng này so với thằng này nè. Tuy nhiên là khi mà nó retrace sâu quá, nó sâu hơn cái vùng đỉnh của thằng sóng 19 này, thì cái bảng này nó đã suy giảm rất là nhiều á, cho nên là mình có thể là mình bỏ nó ra luôn, mình không nghĩ tới nó cho đến khi mà nó lên trên cái vùng 30 31 này thì thì ra thằng này nó đi như vậy. Còn hiện tại bây giờ mình biết để đó thôi, nhưng mà mình không có đánh giá cao là nó. Ok, đó là cái trường hợp bullish thứ nhất. Trường hợp bullish thứ hai mà mình còn trong ngày hôm qua, là mình còn trong ngày hôm qua, thì chúng ta ở đây mình sẽ có một cái complex ngay đây. Mình sẽ vẽ nó như thế này nha, bởi vì cái thằng này á, A B C như vậy là một sóng nè. Mình phải chờ thêm cái chân nữa. Như vậy mình không có vẽ như vậy được. Mình đây là mình có A B C nè. Ở chính giữa này mình sẽ có một cái ABC nữa. Như vậy thằng này á, là một cái chân đầu tiên của sóng B, thì có thể là nó là một cái running flat, bởi vì nó đi theo cái cấu trúc này. Và sau đó là chúng ta lại có một cái ABC tiếp theo nữa, A, B, C như thế này. Như vậy thì nó vẫn đi lên trên cái vùng 30, 31 của mình. Nhưng mà nó đi cái dạng của mình là nó đi dạng complex, tức là nó đi dạng sóng, những cái sóng correction nó kết hợp lại với nhau. Thì cái này nó mới là một cái vấn đề, bởi vì cái đoạn những cái cấu trúc này nó rất là khó trade, mình khó vào được lắm, khó tìm cái điểm vào, bởi vì sóng B nó đi rất là tùy hứng, nó đi 138.2% cho so với sóng A, nó muốn đi cái khoảng nào nó đi, mình không có giới hạn được nó, tức là cái xác suất của nó quá nhiều. Thì đó là trường hợp thứ hai, nó vẫn đi lên trên cái vùng này nhưng mà nó sẽ đi cái dạng correction như vậy. Đó là trường hợp bullish. Còn trường hợp bearish của mình á, thì hiện giờ cái kịch bản bearish của mình khi mà thị trường nó đang nằm ở trên đây, thì cái kịch bản bearish này nó giảm dần, nó gọi là
cái xác suất của nó xảy ra giảm dần. Thì ở đây chúng ta sẽ có sóng 1, sóng 2, 3, 4, 5 như thế này. À, 5 sóng đi xuống. Nó đi tiếp theo. Cái thằng này là cái thằng sóng 4 mà chúng ta xem là những cái video lúc trước mà mình đã phân tích kỹ rồi. Tuy nhiên là nếu như mà đây là sóng 2, sóng 2 của thằng sóng 1 này á, thì đây là mình thấy rõ ràng cái cấu trúc này không phải á. Mà nếu như mà là sóng 2 á, sóng 2 chúng ta biết sóng 2 nó là ABC. Như vậy thì thằng này chỉ là sóng A của thằng sóng 2. Chúng ta cần phải có sóng 2, thường nó là một cái zigzag á, thì bây giờ thằng này cao thì thằng này nó cục là như vậy. Chúng ta có thể là mình sẽ đo được. Mình đo được nó hồi về bao nhiêu nha mọi người. Đây là 1,1 nè, 1,1 của nó không thể nào mà nó cao hơn được cái thằng bắt đầu được hết á, cho nên là nó sẽ hồi về đâu đó 22.500 hoặc là 24.000. Như vậy á, mình khi mà mình ướm thử như vậy á, mình biết rằng nếu như mà thằng này là sóng 2 á, thì bây giờ mình sẽ có một con sóng hồi, nó sẽ sâu xuống dưới vùng này, nó sẽ rất là sâu nha. Còn nếu như mà nó hồi cạn thì rõ ràng nó không phải là sóng 2. Mình sẽ loại suy ra những cái trường hợp như vậy để mình dựa vào những cái quy tắc để mình loại ra. Như vậy rồi. Nếu như mà nó còn lên nữa thì cái xác suất mà sóng giảm nó sẽ giảm dần. Khả năng đó là sóng B, thằng này là sẽ là A, B chứ không phải là sóng 1. Cái bài toán của mình ở đây bây giờ là mình xem nó là sóng A hay là sóng 1. Sóng A là bullish, còn sóng 1 là bearish. Sóng 1 thì rõ ràng là cái sóng này nó sẽ không bay qua được cái thằng này. Mà một mình nó mà lên gần quá đây thì thằng B nó phải retrace rất là sâu. Mà thằng B mà nó retrace rất là sâu và thời gian nó dài thì khả năng nó cũng không phải là sóng 2. Thì chúng ta biết những cái đó dựa vào những cái quy luật của sóng Elliott. Ok, như vậy thì ở đây chúng ta lại vẫn tiếp tục là bullish và mình tìm những cái cơ hội mà mình chỉ mua thôi cho đến khi mà nó về dưới là cái vùng này. Nhớ là như vậy. Như vậy thì đơn giản thôi, theo cái phương pháp của mình thì mình vẫn chờ nó ở vùng 0.382 và 0.618, mình chia đôi ra mình mua lên thôi. Mình sẽ set up một cái lệnh thứ hai. Một cái lệnh tiếp theo. Đây mình sẽ mua trong cái vùng này. Nó break cái vùng này. Thì nó sẽ quay về, nó test lại cái vùng này. Mình sẽ mua vùng này. Và nếu như mà đánh spot thì vẫn stop loss tuốt ở dưới đây khoảng 5%. Và chúng ta sẽ target cái vùng 31-32 trên đây. AA của mình rất là tốt, cho nên là đừng ngại ngùng gì, mình sẽ stop loss ở dưới đây. Bởi vì nếu như mà nó về lại dưới đây thì rõ ràng nó là sóng 1 nó sẽ đi xuống, hoặc là một cái zigzag đi xuống, thì chúng ta nên stop loss ra. Còn nếu như mà nó là một cái bắt đầu của một con sóng mới đi, nó là bắt đầu của một sóng mới ở đây, là 1, 2, 3, 4, 5 á, thì rõ ràng là nó sẽ không quay về cái vùng dưới đây. Đó là cái kịch bản 1, 2, 3, 4, 5. Đó là mình 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Thì ok. Cái khúc này thì rõ ràng, nó quá rõ ràng. Nhưng mà từ đây mà nó quẹo xuống rồi nó lại bật lên thì nó lại làm khó cho mình. Còn nếu như mà đây nó test về đây xong nó bắn lên trên đây á, nó phá cái đỉnh này thì rõ ràng. Rõ ràng, rất là rõ ràng nha. Chúng ta sẽ có một cái, một là 1, 2, 3, 4, 5, hai là cái ABC lên trên đó thôi. A, B, C, sau đó là thêm một cái ABC nữa. Bây giờ mình sẽ xem cái sóng này á, nó là sóng B hay là một cái sóng 1 của cái sóng 3. Nếu như mà sóng B thì nó phải là 3 sóng, thì nó phải có một cái cấu trúc 3 sóng cho mình. Còn nếu như mà nó cứ pump thẳng lên vây, cái thời gian của nó đi rất là nhanh, thì chúng ta biết là ở cái bản impulse nó sẽ quay trở lại với cái xác suất cao. Đơn giản như vậy nha mọi người. Như vậy thì mình sẽ set up một cái lệnh tiếp tục nha. Khi mà nó hồi về ngay cái vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục mình long tiếp. Ok, nó về altcoin thì mình đợi cái con DYDX này, nó còn một chút xíu, nó chỉ còn một chút xíu thôi, thiệt tình là còn 5% nữa.
mà nó không quay về, nó đón ở đây, nó bật lên luôn. Đây là cái lúc mà chúng ta vào BTC nè, thì lúc mà nó vào nè, rồi nó pump lên. Thì mình cũng full, mình mua full BTC nha. Mà mình muốn mua altcoin, bởi vì altcoin mua spot đó, altcoin thì nó sẽ chạy nhanh hơn BTC, còn BTC thì phải dùng margin. Và đến future thì nó mới có cái ROI lớn. Ok, Solana hôm qua ai mua ở đây thì cũng ok, mình không mua, mình chỉ mua BTC thôi mọi người. BNB chart của nó rất là đẹp á, nó sắp phá cái vùng đỉnh này, thì mình đánh giá nó là một trong những con mạnh nhất ở đây. Pháp sư hôm bữa stop loss ngay đây, nếu như mà về dưới đây mà chúng ta DCA thì lên trên đây được một khúc ha. Chờ nó phá đỉnh lên trên cái vùng này, chờ BTC lên trên 30 31 thì mình sẽ chốt altcoin ra thôi. Là mấy con này thì không có đẹp. Đợt này thấy BNB mạnh, BNB nó phá đỉnh, nó mạnh mạnh hơn so với những con khác nha. Tức là chúng ta phải biết mạnh là mạnh hơn so với gì. Nó như cỡ Ethereum vậy, Ethereum là phá đỉnh rồi nè. BTC còn một khúc nữa mới phá đỉnh, như vậy thì BTC mà lên tuốt trên đây thì mấy con mà phá đỉnh nó đi đi rất là nhanh. Con S này cũng rất là mạnh. S này rất là mạnh. Cái biên độ nó đi rất là cao. Ok, như vậy thôi. Day trade thì mình chốt chốt ở đây đây rồi. Mình chờ về đây mình mua lại. Còn spot thì chúng ta vẫn hold thôi. Hold lên trên 30, 31 trên đây. Và cài stop loss ngay dưới đây. 20.7. Ok, mình sẽ cập nhật thị trường trong cái phiên ngày mai. Như vậy thôi. Mọi người muốn xem altcoin, có xem con gì thì chúng ta sẽ nhắn cho mình xem nha. Mà chúng ta lưu ý là đây là cũng là một cái đợt sóng hồi thôi, lên trên cái vùng này rõ ràng chúng ta thấy một cái vùng kháng cự ở đây rất là lớn em, chúng ta nên chốt ở trên cái vùng này. Mình sẽ chốt ở ngay cái vùng này, mình không FOMO, mình sẽ không FOMO. Mình nói về spot á, cái phần mình hô á, mình mua ngay tại vùng này. Khi mà nó có một cái đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước rất là rõ ràng, và khi mà thị trường nó quay về, nó tạo ra một cái đáy sau cao hơn đáy trước, bây giờ chúng ta đang kỳ vọng nó tạo ra một cái đỉnh sau này cao hơn, tức là cái đỉnh sau này, đỉnh đâu đây cũng được, cao hơn cái đỉnh này, và cái đỉnh này nó cao hơn cái đỉnh này, cái đáy này nó cao hơn cái đáy này, và đáy này nó cao hơn đáy này. Như vậy đây là một cái mô hình tăng bền vững chúng ta. Mà bên này là rõ ràng chúng ta thấy bên đây là no man land, tức là chả có một cái vùng giao dịch gì hết, không có người mua gặp người bán ở bên cái vùng này, nó gọi là một cái vùng no man land, tức là vùng không có thanh khoản. Thì khi mà thị trường mà đi ngược lại vùng thanh không có thanh khoản thì không ai mua bán gì ở đây hết, nó phải đi lên trên cái vùng mà có thanh khoản. Thì lên trên đây gặp những cái người đu đỉnh ở trên đây, những người đu đỉnh lâu ngày người ta underwater, tức là bị tài khoản bị âm á, khi mà tài khoản về lại cái mức dương hòa vốn á, người ta mừng quá, người ta sẽ chốt lãi nó sẽ gây ra những cái cân bằng giữa cung và cầu ở đây. Và nếu như mà cái lượng cầu của mình á nó mạnh hơn á, thì nó sẽ áp đảo cái lượng cung, tức là người bán đi hết rồi không còn ai bán nữa, thì muốn mua được á phải mua ở cái vùng giá cao tiếp theo. Và cái vùng giá cao tiếp theo là những cái vùng này, đây là những cái vùng kháng cự tiếp theo, nó sẽ đi lên trên cái vùng này. Còn nếu như mà cái lực bán ở đây mà nó áp đảo cái lực cầu, lực cung ở trên đây nhiều quá nó áp đảo cái lực cầu, thì nó thò lên trên đây nó bán, nó kéo mình cái đầu xuống như này, nó bị xuống. Thị trường đơn giản là cái sự mất cân bằng giữa cung và cầu ở những cái vùng giá. Đó là cái quy luật vận động của thị trường. Đó là expansion với là contraction. Khi mà thị trường nó co lại, sau đó nó bung ra, sau đó nó co lại, sau đó nó bung ra, nó co lại rồi nó bung ra, nó đi sang một trong hai hướng. Ok.
Đơn giản như vậy nha mọi người. Chúng ta hold nha, mình nhắc lại hold spot lên trên đây. Future thì chúng ta day trade, chúng ta mua canh long ngay vùng này. Long thì chúng ta để stop loss ngắn rồi chúng ta có thể bắn vài lần, có thể là stop loss ngắn ở dưới đây để mình bắn vài lần, hoặc là muốn bắn một lần á. Bắn một lần thì đánh spot có lý hơn. Còn còn không thì stop loss ngắn ngắn. Stop loss ngay đáy á, thấy cái tín hiệu đảo chiều ở TDI mình hướng dẫn rồi nha. Thì chúng ta có thể bắn nhiều lần và chỉ cần bắn trúng một lần là chúng ta ăn hết. Cứ stop loss ngắn ngắn như vậy thôi. Đơn giản, chúng ta cứ chậm chậm như vậy thôi. Mọi người đánh trade coin hoặc là trade chứng khoán hoặc trong thị trường tài chính này mà xem YouTube, TikTok hay là xem trên mạng nhiều quá đó, mà bị ảnh hưởng bởi mua một cái là muốn nhân 2 tài khoản, nhân 3, nhân 4, nhân 5 gì đó. Chúng ta sẽ nhân 2 được vài lần nhưng mà sau đó là sẽ chia rất là nhiều lần. Cho nên cái mindset nó rất là quan trọng. Những người mới á, thường là như vậy, mua vô một cái là là đếm cua trong lỗ liền, ngày mai là tính nhân 2, nhân 3, nhân 5. Cho nên á, là cái kỳ vọng nó sẽ khác. Và thông thường đa số những người đó là những người đu đỉnh và những người rời bỏ thị trường. Còn những người nào mà chủ với thị trường, người ta phải có một cái chiến lược, phải có một cái kỳ vọng rõ ràng. Một ngày phải biết là kiếm bao nhiêu, cái target bao nhiêu là đủ. Thì như vậy thì mới tồn tại với thị trường lâu dài được. Ok, như vậy nha. Xin chào mọi người.